Thật bất mãn, làm sao một nghiên cứu sinh như em lại có thể làm cho một đề tài nghiên cứu khoa học thành ra như thế này? Xin lỗi giáo sư, do thời gian có hạn cho nên em... Nếu không đủ thời gian thì đừng nhận bất cứ bài nghiên cứu nào. Còn khi cậu đã xác định làm khoa học, cậu nên dành thời gian xác đáng cho đề tài của mình. Gửi một bài nghiên cứu liên tục có những sai sót là đang có lỗi với khoa học và chính công trình của mình. Nhưng thưa giáo sư, em vẫn chưa hiểu. Vốn dĩ cả hai chủng Nocardia, Fascinia và chủng Streptomyces đều có khả năng phân hủy cao su. Mọi thông số dữ liệu em đã điền cẩn thận. Xét về cấu tạo vật lý, chúng cũng khá giống nhau, thì em xếp vào một nhóm, sao lại gọi là sai sót ạ? Nhưng cậu quên rằng khi Nocardia Fascinica được xử lý đột biến bằng tia UV thì không còn khả năng phân hủy cao su nữa. Trong khi Streptomyces vẫn giữ nguyên tính chất. Đấy là những đặc tính cơ bản mà cậu cần lưu ý. Giống như tôi và cậu cùng làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhưng tôi phát hiện ra thiếu sót, còn cậu thì chưa, thì có được xếp cùng một cấp độ hay không? Giáo sư, ngài... Em sẽ bổ sung phần khác biệt đó vào đặc tính của hai chủng cho bài nghiên cứu. Nhưng mong ngài hãy ký xác nhận giúp em. Đây là lần thứ 10 ngài sửa đề tài nghiên cứu của em rồi. Thời gian nộp công trình nghiên cứu không còn nhiều nữa. Em lo lắm thưa ngài. Cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được chữ ký của tôi nếu bài nghiên cứu của cậu vẫn còn sai sót. Ngài suốt ngày chỉ biết bắt bẻ lỗi sai của người khác. Em không tin khi ngài bắt đầu nghiên cứu mà không sai sót gì. Tất cả đã quá giới hạn của em rồi. Em xin phép ngài được rút khỏi đề tài này và chuyển người hướng dẫn. Lại là một cậu sinh viên bộc trực. Chào mừng giáo sư Lesher đến với buổi giao lưu hôm nay. Quyển sách đa dạng sinh học của ngài đã xuất bản khắp 34 đất nước và nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong đó có những tư duy trái ngược với luận điểm của ngài. Ngài nghĩ sao về điều này? Tưởng gì, chính ông ấy xuất bản sách còn nhận nhiều phản hồi xét nét thì còn bắt bí ai? Trong khoa học có nhiều cách để tiếp cận đề tài. Có thể cách tôi diễn giải chưa giống với cách mà các nhà sinh học đang theo, nên dẫn đến nhiều sai sót khi tiếp nhận. Điều này có thể chấp nhận để củng cố tư duy. Bị người ta bắt bẻ như thế, vẫn cố giải thích mình dừng bài nghiên cứu là chính xác nhất rồi. Những người chuyên nhìn vào lỗi sai của người khác sẽ không bao giờ thấy lỗi sai của chính mình. Nhưng sắp tới đây, tôi sẽ xuất bản cuốn sách sinh học duy nhất mà không có bất kỳ một lỗi sai nào. Tôi có thể đảm bảo tuyệt đối. Quyển sách không có lỗi sai sao? Sách ảnh về loài rắn độc Caribe ư? Quyển sách này bị lỗi à? Sao toàn giấy trắng thế này? Ông ấy đang trêu ngươi mình ư? Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ? Giáo sư tuyên bố với mọi người quyển sách không có lỗi sai kia mà. Sao em chỉ nhận về quyển sách không có nội dung thế này ạ? Em đã đọc kỹ tựa đề của cuốn sách tôi chứ? Ai có hiểu biết về sinh học đều biết rằng ở Caribe không hề có rắn độc. Cho nên đương nhiên sách không có nội dung rồi. Sao cơ? Như thế cũng được á? Và cả quyển sách đều là giấy trắng, nên em sẽ không thể nào bắt được một lỗi sai nào, dù là nhỏ nhất. Thế còn gì gọi là sách nữa ạ? Đúng vậy, nó đã mất đi bản chất rồi. Con người cũng thế, muốn tránh sai lầm, trừ khi họ không làm gì cả. Nhưng vô tình, đấy mới chính là sai lầm cơ bản nhất mà họ mắc phải. Giáo sư, em... Tôi vừa xin gia hạn thời gian nộp bài nghiên cứu khoa học cho em. Một tuần có đủ thời gian để em sửa những lỗi sai trong bài nghiên cứu này không? Dạ vâng, tuần này chắc chắn em sẽ lấy được chữ ký của ngài. Cảm ơn quyển sách đặc biệt của giáo sư.
con cáo dưới đáy giếng. Con thỏ non tơ kia vào tầm ngắm của ta rồi. Vui đây. Cáo. Trời ạ, con thỏ này chạy nhanh quá, mình đến hụt hơi mất thôi. Chả lẽ ta đây lại thua con thỏ ranh ấy. Tên cáo sắp đuổi kịp mình rồi, phải nghĩ cách mới mong thoát được cáo. Mình nhớ ra rồi, có một chỗ tuyệt hảo để lừa nó. Cái thằng cáo to xác ấy đừng hòng đuổi được mình. Đầu hàng đi con thỏ ngốc nghếch kia. Thôi chết. Ôi trời ơi, cứu, tôi không biết bơi. Con thỏ đánh kia, lần sau mà thấy mì ta sẽ cho mì một trận ra trò. Ra là cái giếng cạn, chỉ có chút ít nước thôi. May quá. Trời ơi, rớt xuống giếng rồi, làm sao mà lên được đây. May quá, thoát được cáo rồi. Ô kìa bạn thỏ kìa, giúp tôi lên với bạn thỏ thân mến ơi. Đồ cáo gian xảo, nãy còn đuổi ta chối chết mà, giờ mày đặt bạn thân mến ơi. Nghĩ ta tin người chắc, cứ ở đó mà chết đi. Nè bạn thỏ, đứng đây, đứng đây. Vậy là bị kẹt dưới này rồi, bực mình quá. Cứ tưởng bắt được con thỏ, ai ngờ bị con thỏ ranh lừa rơi xuống thế này. Xấu mặt ta đầy quá, làm sao để lên được đây. Cha cha, cỏ non, cỏ non, ngon quá đi thôi. No căng bụng rồi. Hôm nay thật là một ngày tốt mà. Giờ đi uống hớp nước mát nữa rồi về đi ngủ là tuyệt. À, có cái giếng nước kia rồi. Làm thế nào để uống bây giờ nhỉ? Ok, chào bạn dê. Chào anh cáo. Anh ở dưới đó uống nước á hả? Làm sao mà anh có thể xuống được đáy giếng hay vậy? Còn về ngu ngốc, lại đi hỏi mình ở dưới này uống nước ư? Đúng rồi, phải tranh thủ mới được. Đúng đấy bạn dê thân yêu ạ. Tôi phải nhảy xuống đây để uống nước đó. Ôi, bạn không thể tưởng tượng được nước ở đây ngon thế nào đâu. Vừa mát, vừa ngọt. Tôi uống mãi từ sáng đến giờ chưa chán đây nè. Ồ, vậy sao? Đúng lúc tôi đang khát đây. Ôi, bạn cũng đang khát sao? Vậy thì phải nhanh lên, không nước sắp hết rồi đây này. Tôi chỉ cần uống hai ngụm nữa là hết đó. Thấy không, nước giếng sắp cạn rồi nè. Nhưng tôi phải nhảy xuống đáy giếng ấy ư? Chứ làm sao, muốn uống nước thì phải nhảy xuống đây chứ. Nghe nói nước giếng này là nước thần từ vách núi bí mật chảy ra, ai uống vào sẽ có trí tuệ thông thái sáng suốt nhất khu rừng này. Ồ, những lời cáo nói mình chưa nghe thấy bao giờ. Nước giếng quả thực sắp cạn, nếu mình không uống thì cáo uống hết mất. Để cho tôi với, tôi xuống ngay đây. Chà chà, nước mát thật đấy. Ừ, nước ngon quá ấy chứ. Đấy, tôi chừa phần bạn đấy nhé, uống nhiều vào. Vâng, cảm ơn bạn cáo. Ngon quá, vừa ăn no xong giờ uống nước thật khoan khoái quá trời. Giờ đi làm một giấc thôi. Ồ, sao thành giếng cao thế này? Giờ làm sao mà leo lên đây? Bạn bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi có cách nè. Có cách sao? Cách gì vậy bạn cáo? Bây giờ nha, bạn hãy gác hai chân trước lên thành giếng, rồi dựng sừng lên. Tôi sẽ trèo lên lưng bạn, rồi nhảy lên trước. Khi lên được rồi, tôi sẽ kéo bạn lên. Vậy là cả hai chúng ta đều ra được. Ồ, được đấy. Nào, dựng chân thế này phải không? Đúng rồi, đứng yên nha, tôi lên trước đây. Thoát rồi, số ta gặp may. Sao lại có con dê ngu ngốc đến vậy? Ơ, bạn cáo ơi, bạn đâu rồi? Kéo tôi lên với, bạn hứa với tôi rồi mà.
phải nói sao giờ nhỉ? Thôi, tôi đi nhé. Chúc bạn ở lại uống nước vui vẻ. Uống xong, bạn sẽ có trí tuệ thông thái đó. Ơ, kéo tôi lên với chứ. Chẳng phải bạn bảo lên rồi sẽ kéo tôi lên sao? Bạn nói thì phải giữ lời chứ. Này, ông bạn của tôi ơi, sao lại trách tôi như vậy mà không nhìn lại mình đi? Nếu như ngay từ đầu, ông bạn đủ thông minh thì ông đã không nhảy xuống giếng rồi. Sao tôi có thể kéo ông lên được cơ chứ? Thôi, tôi phải về nhà đã đây. Cả ngày ở dưới giếng lạnh hết cả người rồi. Phải về hang nằm cho ấm và đánh một giấc đây. Đồ cáo tráo trở. Nhưng cũng là tại mình thật. Cứ tưởng hắn ngon ngọt là muốn tốt cho mình, là bạn của mình. Ai dè hắn chỉ lợi dụng mình mà thôi. Nếu ngay từ đầu mình cẩn thận nghĩ đến hậu quả thì mình đã không rơi vào tình cảnh này. Giờ thì đành đợi xem có ai đi qua không để nhờ cứu giúp thôi. Ai cứu tôi với? Cứu tôi với! Ai cứu tôi ra khỏi cái giếng này với? Gánh nhẹ cuộc đời. Lần này đến thờ thánh Himalaya, đường xá xa xôi hiểm trở, lại phải đi bộ để tỏ tấm lòng thành, chắc ông cũng phải mất đến cả tháng mới về nhỉ? Có xa xôi thế nào thì tôi cũng phải đến tận nơi để bày tỏ tấm lòng thành của mình đối với các vị thần, mong được ban phước lành cho cả gia đình ta. Bà chuẩn bị đồ cho tôi đến đâu rồi? Ông xem, lúa là gấm vóc, đồ gốm sứ có giá trị. Tôi đều chọn mỗi loại một món để ông dâng lên các vị thánh thần, và cũng có cái tiếng là của mình công đức. Bà chu đáo lắm, để tôi sắp sửa lên được. Hàng hóa nhiều thế này mà đường lại xa, sẽ khiến ông nặng nề lắm đấy. Ông gắng chịu khó mang tới tận nơi nhé. Vì toàn đồ quý giá, tôi cất công chọn lựa tìm mua mãi mới được. Được rồi, bà cứ yên tâm ở nhà đợi tôi. Đền thờ thánh ở Himalaya rất linh thiêng, có rất nhiều tín đồ về đó để diện thánh. Lần này mang nhiều đồ vật quý giá thế này thì ít ra cũng được mọi người kính nể, danh tiếng của gia tộc nhà mình cũng vang xa. Mới đi được có 2 ngày mà đôi chân này đã mỏi mệt rồi sao? Không biết bao giờ mới tới đền thờ thánh, mình phải tranh thủ nhanh hơn mới được. Quái, sao mỗi ngày mình lại thấy túi đồ nặng hơn thế nhỉ? Đúng là do mình tưởng tượng ra thì phải. Cố gắng lên nào, sắp tới rồi. Cứu với, cứu với, có cướp đến. Có cướp ư? Sao chúng lại táo tợn giữa ban ngày ban mặt thế? Ông mau chạy ra khỏi đây, trước mặt có làng mạc còn có chỗ trú. Bọn cướp này hoành hành rất ngang ngược, ông lại mang theo nhiều đồ thế này, khéo của cải thì mất mà không bảo toàn được mạng đâu. Phải thoát thân trước đã. Trời ơi, cái ông kia còn tiếc của hả? Chúng đến ngay bây giờ kia kìa, chúng sẽ giết ông mất. Nhưng toàn đồ quý không thể bỏ lại được. Mau bắt hết bọn chúng, trói gô cổ chúng vào đây. Mình không nghe tiếng chó ngựa nữa, có lẽ chúng cũng bỏ đi xa rồi. Mình chạy đến hết cả hơi sức, không thể chạy nổi nữa. Vượt qua ngọn núi này là đến rồi. Thôi cứ nghĩ một lúc rồi lại đi, đi một lúc rồi lại nghĩ, sớm muộn rồi cũng đến nơi thôi. Nặng quá, hay là mình bỏ bớt một thứ đi vậy? Chứ cơ thể này mình không mang nổi nữa.
Ôi trời, cái bao trên lưng mình nặng quá. Nếu mà trượt tay thì mất cả mạng già này. Thôi đành bỏ bớt nữa vậy. Biết vậy ngay từ đầu, mình đã không mang cả đống hàng quá thế này. Mất công giác cả mấy tuần nay, qua bao nhiêu dặm đường, cuối cùng cũng chẳng mang theo được mấy. Ôi, cứu với, cứu tôi với. Cháu có làm sao không? Suýt chút nữa thì mất mạng chứ chẳng chơi. Cháu nắm chắc lấy tay ta, cố gắng lên nào. Hai cháu ăn đi, còn lấy sức mà đi đường. Cháu cảm ơn ông. Ông tốt bụng quá, đã cứu thoát mạng cháu, lại còn cho cháu bánh nữa. Cháu cũng giống như ta, nhất định mệt rồi, vì cháu cõng em nặng quá. Ta cũng vậy, chân ta cũng mỏi nhừ và muốn quăng bớt những gánh nặng trên lưng. Cháu không thấy nặng đâu ạ. Sao có thể thấy được? Cháu thì nhỏ bé thế kia, lại phải cõng vật nặng trên lưng và đi một quãng đường xa tới đây cơ mà. Cái ông cõng cũng là vật nặng, nhưng cái cháu cõng không phải là vật nặng. Em bé ấy là em trai của cháu, người cảm thấy gánh nặng vì không có tình yêu. Nếu có tình yêu thì mọi vật nặng trong cuộc sống đều trở nên nhẹ nhàng, cháu cũng không thấy mệt chút nào hết. Cháu nói đúng, đó gọi là gánh nhẹ cuộc đời. Thôi, trời cũng đã muộn rồi, cháu xin phép ông, cháu cõng em đi trước, không tối ạ. Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Cháu đừng cảm thấy phiền, hãy cầm lấy chị em trai cháu nữa. Chúc hai chị em lên đường may mắn. Trước khi đến đền thánh, ta cũng đã ngộ ra được nhiều điều. Người cảm thấy gánh nặng vì không có tình yêu. Nếu có tình yêu thì mọi vật nặng trong cuộc sống đều trở nên nhẹ nhàng. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta sống cho một tình yêu chân chính, cho một lý tưởng rõ rệt, cho một cuộc đời có ý nghĩa.